Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tổng chi ông ngắm vào Đinh Tiến Dũng, Hồ Đức Phước đứng cạnh có bị ăn đạn hay không? Ông Đinh Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính hiện nay, đang là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Từ khi nhậm chức Bí thư Thành ủy, ông Đinh Tiến Dũng khá khép kín, không giống với hình ảnh của ông khi còn là người đứng đầu của Bộ Tài chính. Đây được xem là hành động đi nhẹ, nói khẽ của ông cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính vì có tin ông Tổng Trọng đang nhắm vào ông và sẽ xử lý trong thời gian sắp tới. Đây là hình ảnh ông Tổng đang làm nhiều quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam khiếp sợ. Hồi tháng 9 năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam yêu cầu ông Đinh Tiến Dũng, đương kim Bí thư Hà Nội, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm cho thời gian làm Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đánh giá của Ủy ban Kiểm tra Trung ương lúc đó, thì Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong việc ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ, trong xây dựng thể chế, chính sách, trong quản lý, sử dụng vốn vay và ngân quỹ của nhà nước. Thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và kiểm tra với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các sở giao dịch chứng khoán để Ủy ban Kiểm tra Chứng khoán Nhà nước tiến hành một số văn bản không phù hợp với quy định của pháp luật. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát nêu lên kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những sai phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trước khi được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Vương Đình Huệ vào tháng 4 năm 2021, ông Đinh Tiến Dũng từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính từ tháng 5 năm 2013 cho đến tháng 4 năm 2021 và Tổng Kiểm toán Nhà nước trước đó là từ năm 2011 cho đến năm 2013 và Bí thư tỉnh Ninh Bình vào năm 2010 cho đến 2011. Đây là hình ảnh ông Đinh Tiến Dũng đang trong tầm ngắm của ông Tổng Trọng. Đấy là án treo mà ông Tổng Trọng lập ra để đấy, đợi khi rảnh tay sẽ xử tiếp. Như vậy là Đinh Tiến Dũng đã rơi vào tầm ngắm của ông Tổng từ 10 tháng trước. Ông Trọng chỉ cần bóp cò là sự nghiệp chính trị của ông Đinh Tiến Dũng xem như xong. Và xem ra cũng không còn bao lâu nữa, ông Đinh Tiến Dũng sẽ nhận hình thức kỷ luật hoặc cách chức hoặc thuyền chuyển công tác. Vậy câu hỏi đặt ra là ông Đinh Tiến Dũng bị đưa vào tầm ngắm thì ông Hồ Đức Phước, người kế nhiệm ông Đinh Tiến Dũng có bị ngã theo hay không? Câu trả lời là rất có thể. Hồ Đức Phước rất dễ bị dính đạn lạc của ông Tổng. Được biết, trong 2 ngày 13 và 14 tháng 7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 17. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì cuộc họp này. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét và kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020 cho đến 2025. Đây là hình ảnh Hồ Đức Phước khó thoát nếu Đinh Tiến Dũng vào lò. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rằng Đảng ủy, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Cục Quản lý giá và một số cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong hiệp thương giá, kiểm tra giá, hiệp thương với mặt hàng kit xét nghiệm COVID-19, trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, công tác thẩm định và bình ổn giá. Các ông bao gồm Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, Đặng Công Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Thuyền, Phó Cục trưởng nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Cục Quản lý giá đều bị kỷ luật. Những người này trước kia là thuộc hạ của ông Đinh Tiến Dũng, nay lại là thuộc hạ của ông Hồ Đức Phước. Cũng cần chú ý là ông Trần Cẩm Tú kỷ luật Đảng ủy, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính hai nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ thứ nhất là 2015 đến 2020, đây là nhiệm kỳ của ông Đinh Tiến Dũng. Và nhiệm kỳ thứ hai là nhiệm kỳ 2020 đến năm 2025, đây là nhiệm kỳ của ông Hồ Đức Phước. Như vậy, rất có khả năng ông Hồ Đức Phước cũng ăn đạn theo. Được biết, có tin sắp tới, ông Đinh Tiến Dũng sẽ nhận mức cảnh cáo
bay chức Bí thư Hà Nội sẽ bị điều về Học viện Chính trị Quốc gia cho ông Nguyễn Xuân Thắng quản lý. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Văn Thể sắp vào lò. Theo thông tin từ Nội bộ tuần ra thì ông Nguyễn Văn Thể có thể sắp nối gót ông Nguyễn Thành Phong về Ban Kinh tế Trung ương với chức phó ban. Trước đó, ông Đinh La Thăng cũng từng được điều về Ban Kinh tế Trung ương làm với chức phó ban trước khi vào tù. Theo thông tin được tiết lộ thì ông Nguyễn Thành Phong sẽ nối gót ông Đinh La Thăng vào lò quay do ông Trọng lập ra. Nguyễn Văn Thể, người trước đây suýt bị khởi tố hình sự vì liên quan đến Út Chọc và công ty Yên Khánh. Tuy nhiên, không hiểu tại sao Nguyễn Văn Thể thoát tội. Nếu không thì khi đó, ông Thể có thể vào ngồi cùng tù với ông Đinh La Thăng và đồng nghiệp Nguyễn Hồng Trường. Được biết, truyền thông Việt Nam vào hôm 1 tháng 9 trước đó đã đồng loạt đưa tin về việc ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đã ký nhiều văn bản liên quan đến việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể có tin là sắp rời chiếc ghế bộ trưởng. Vào ngày 31 tháng 8 năm 2020, khi đó, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an Việt Nam đã ban hành kết luận về điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lợi dụng chức vụ và quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh, tổng công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Kết luận điều tra khi đó, Bộ Giao thông Vận tải dưới thời Bộ trưởng Đinh La Thăng đã có rất nhiều sai phạm khi ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công ty Yên Khánh của ông Đinh Ngọc Hệ là công ty kinh doanh thua lỗ, không có năng lực tài chính mua quyền thu phí đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Ngoài ra, ông Thăng còn phê chuẩn đề xuất của công ty Yên Khánh làm nhà đầu tư xây dựng để bổ sung hai nút giao thông trên tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm và đề nghị cho công ty Yên Khánh cấn trừ vào số tiền phải thanh toán theo hợp đồng mua quyền thu phí, dẫn đến công ty Yên Khánh tiếp tục không thanh toán đúng theo quy định hưởng lợi. Đây là hình ảnh liệu bút phê của ông Nguyễn Văn Thể có phát tác hay không. Hành vi sai phạm của ông Đinh La Thăng và các đồng phạm đã giúp sức cho công ty của ông Đinh Ngọc Hệ chiếm đoạt số tiền lên tới 725 tỷ đồng. Kết luận điều tra cho hay như vậy. Và khi công ty Yên Khánh không thanh toán tiền chúng đấu giá đúng thời hạn, vi phạm quy chế đấu giá hợp đồng phải bị chấm dứt trước thời hạn, thì ông Đinh La Thăng không chỉ đạo chấm dứt hợp đồng mà còn yêu cầu cấp dưới để doanh nghiệp này từ từ cho trả nợ dần dần. Dù đã được báo cáo về việc công ty Yên Khánh thanh toán không đúng hạn hợp đồng, ông Nguyễn Văn Thể khi đó làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vẫn bút phê 3 văn bản chỉ đạo mà không hề đề nghị chấm dứt trước hạn hợp đồng theo quy định thu quyền thu phí đối với công ty này theo kết luận điều tra chia sẻ. Cũng theo kết luận điều tra, việc ông Nguyễn Văn Thể ký các văn bản chỉ đạo của Tổng công ty Cửu Long và chủ trì kết luận nhiều cuộc họp chỉ đạo lập thủ tục và phê duyệt dự án, ký văn bản gửi Bộ Tài chính kế hoạch thực hiện phương án tài chính và ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất chỉ định công ty Yên Khánh làm nhà đầu tư, ký quyết định phê duyệt đề xuất dự án theo hình thức BOT là thực hiện không đúng theo quy định của pháp luật, hợp thức hóa các nội dung công ty Yên Khánh đề xuất. Đây là hình ảnh có thể ông Nguyễn Văn Thể sẽ giống như Nguyễn Thành Phong. Khi phe cánh đang còn rất mạnh, ông Nguyễn Văn Thể không bị sổ khám. Tuy nhiên, tội chứng còn đó không thể nào phi tang cho được. Bởi vì những sai phạm đó đã nằm trong hồ sơ điều tra khi ông Đinh La Thăng bị tuyên án, Nguyễn Hồng Trường và Đinh Ngọc Hệ cũng như vậy. Thì chỉ cần khui ra là ông Nguyễn Văn Thể sẽ chịu chung số phận với hai người này. Bộ Giao thông Vận tải hiện nay có rất nhiều tiêu cực. Bốt đặt sai chỗ này, đặt dưới lòng thời ông Nguyễn Văn Thể và các tiền nhiệm rất nhiều. Không biết thay người rồi những tiêu cực đấy có giảm hay không. Đó là điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang rất lúng túng.